Giới thiệu mọi người nhé, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2024, là ngày sinh nhật của anh Nguyễn Thế Công nhá. Đây, hôm nay ở Kiến An đang tổ chức sinh nhật cho anh nhá. Rất là vui nhá. Đây, năm nay anh là tròn 18 tuổi đấy anh ạ. À. Đây các bạn ạ. À. Cái anh áo xanh nhá, chứ không phải anh bụng to kia đâu. Đấy. Này nhìn đây nào. Nào, hai anh em đứng sát vào. Mít, đứng sát về em nào. Cười lên nào, 1, 2. Rồi, đẹp lắm. Đây, đứng nhìn đây là cười lên nào, nhìn đây nào. À, ấy, tặng quà đấy, đẹp thế, giờ đấy, đẹp lắm. Rồi, cô Khánh tặng quà nào. Để đến lượt cô Khánh tặng quà. Đây là quà của ông bà nội nhá. Mình đứng dậy thấy mặt ông bà nội tặng cho anh nhá. Đây. Đây nhìn đây nào. Đây nhìn đây nào, cười lên nào. 1, 2. Anh tặng quà cho anh mà mặt cứ nghệt ra. Rồi, bây giờ là đến lượt. Đây là lượt cô Khánh nhá. Đây là lượt cô Khánh nhá. Đây nhá, đây hôm nay là quà nhá. Mặt phải ngẩn lên, lúc nào cũng cúi xuống đây. Nhìn đây nào, nhìn đây nào. Nhìn đây, quay ngẩn lên đây. Đây, nhìn đây. Đây, chú Bình. Quà chú Bình tặng mít nha. Tặng to này luôn nè. Đấy, to này đấy. Đây, quà nha. Có cái iPhone Pro Max này đấy. Đấy, tặng luôn nha. Nha, chúc năm nay là thành đạt nha. Thi đậu đại học nha. Trường tốt nhất của Việt Nam nha. Ê, tặng quà của bà chưa? À, tít cầm đi. À, mít cầm cái đấy đi, bỏ cháu cảm ơn bà. Để khi bà... Đây là bây giờ đến tiết mục gì nữa nào, tặng quà. Anh nhìn
nhìn lên. Chúc năm nay hai anh em cùng đỗ. Ngẩng ngẩng mặt lên. Cười lên. Tươi lên. Bắt tay nhau. Bắt tay nhau. Rồi. Đây nhá, đấy rất hoa rất là đẹp nhá. Hôm nay sinh nhật Văn Nguyễn Thế Công nè, đấy hoa bắn kẹo rất là nhiều này. Lúc nãy là vừa mới ăn uống no say nhá, đấy. Đây này rất là đẹp nhá, đấy. Đấy.